Côn Luân Ma Chủ tập 162 Lúc này Hạng Sùng dùng cơ hội này Khang Động Minh lại rất vui vẻ Đối với hắn mà nói Không ngừng tôi luyện kiếm đạo của mình Kiều chiến những cường giả chính đạo Mới là việc hắn muốn làm Đi theo bên cạnh Hạng Sùng thật đúng là lãng phí thời gian Khang Động Minh nhìn sở hữu một cái Trên người không có sát ý Càng không có thêm địch ý nào Cả cuộc đời này chỉ có kiếm đạo Mới có thể khiến tinh thần hắn rung động thôi giờ này hắn chưa từng có kẻ địch, cũng chưa từng coi người khác là kẻ địch. Hắn chỉ thấy những người cản đường, những kẻ cây phiền toái cho hắn. Khi Khang Động binh giết bọn họ, cũng không hề có sát ý. Đối với hắn, giết người là một thủ đoạn như quét rác, dọn dẹp chữa ngại vật trước mắt. Lúc này đương nhiên trong mắt sở hưu, không phải rác rời hay chướng ngại, nhưng cũng chỉ là mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Sau khi giải quyết sở hưu, hắn có thể rời khỏi nơi khô khan này cho nên Khang Động mình không buồn nói một câu, thậm chí không thốt lên một chữ. Thanh kiếm cất trong vỏ kiếm phòng xa, suốt cuộc cũng rời vỏ. Chỉ trong chớp mắt, kiếm quang tung hoành khắp mấy trăm dặm, sắc bén ngập trời. Đó là một thanh trường kiếm hết sức bình thường, bà thước, bà tất, không khác gì những thanh kiếm thép khác. Nhưng thanh kiếm này sắc bén tới mức khiến đôi mắt của những người nhìn vào đau đớn, khiến người ta rung động tâm thần. Xuất kiếm đánh ra, không có gì tượng, cũng không có kiếm khí phiêu giật. Nhưng chỉ một khắc sau, trong lòng sở hưu lại dấy lên hồi chuồng báo động. Sở hưu tu luyện thiên tử vọng khí thuật, tuy năng được cảm giác của hắn không phải mạnh nhất trong số võ giả cung cấp, nhưng cũng trong nhóm cao cấp nhất. Y không cảm giác được chút lực lượng nào, nhưng theo tính toán của Y, nguy cơ dường như vô cùng mạnh. Nguy cơ cường đại đã đánh về phía Y từ khắp bốn phường tám hướng. Chỉ trong khoảnh khắc, trong mắt sở hữu đã có nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, y vận dụng thần lực tới cực hạn, dốc toàn lực thi triển thiên tử vọng khí thuật. Một khắc sau, thân hình sở hữu đột nhiên thối đuôi như điên về phía bên trái. Nhưng cùng lúc, không khí lại có âm thanh như tiếng kiếm ngâm, lạnh như vàng vọng trong lòng mọi người. Ngay lúc sở hữu vừa xuất hiện ở vị trí đó, một luồng kiếm khí như ngừng tụ xuất hiện từ hư không, chém lên mặt đất, vạch thành một vết kiếm dài trăm trượng gần như chỉ trong chớp mắt, Hoàng Thành bị tàn phá, lập tức khởi động trận pháp. Nhưng một cách sau, trận pháp cũng phát ra ánh sáng đổ vỡ, tiêu biến triệt để. Dư âm từ chiều kiếm của Khang Động Minh đã khiến cho trận pháp khởi động, rồi lại lập tức hủy diệt trận pháp. Ánh mắt của Sở Hưu nhìn về phía Khang Động Minh thoáng chút kinh ngạc, nhưng người khác nhìn hắn như là gặp quỷ vậy. Rốt cuộc đây là lực lượng cỡ nào? Khang Động Minh này vẫn trong cảnh giới chân hòa luyện thần hay là thiên địa thông huyền rồi. Sở hưu hít sâu một hơi, có một chuyện y không tính tới, đó chính là Khang Động Minh. Y có quá ít tư liệu về vị Đông Hải kiếm thánh này, kể cả phong mãn lâu cũng không có bao nhiêu tư liệu. Dù sao thế lực của phong mãn lâu ở hải ngoại cũng không có mạnh. Tuy tính ra là Khang Động Minh sẽ ra tay, nhưng y không ngờ thực lực của Khang Động Minh lại cường đại tới mức này đây bây giờ y đã hiểu kiếm vương thành và tọa phong kiếm lương phong vân kiếm trùng chiến bại như thế nào tiên này đúng là quái vật mà người khác tu luyện theo đuổi võ đạo còn khang động minh lại theo đuổi kiếm đạo cực hạn thậm chí vì kiếm đạo hắn có thể hy sinh võ đạo bây giờ thực lực của hắn đã rất gần với cảnh giới thiên địa thông huyền không phải hắn áp chế thực lực của mình mà là không buồn cảm ngộ liên kết với thiên địa chỉ tập trung vào kiếm đạo vì kiếm đạo thậm chí khang động minh không có thời gian đột phá cảnh giới thiên địa thông huyền đây không phải quái vật thì là cái gì điên mà không điên sống mà như không sống chính là loại người như khang động minh nó thật lòng sở hữu cũng vì khang động Minh làm cho giật này mình đây là lần đầu tiên y thấy có người rõ ràng có cơ hội bước vào cảnh giới trí cường thiên địa thông huyền nhưng lười bước ra bước cuối cùng ấy có thể nói là y đã hiểu vì sao thẩm thiên vương với tính cách nóng nảy như vậy sau khi thua cũng không tới gây sự với khang động minh. Một là vì bọn họ tỉ thí công bằng, thua rồi tới gây sự với người ta thì quá thấp kém. Thứ hai là bọn họ không muốn trêu chọc kẻ điên như khang động minh. Chẳng qua, lần này người gặp xui xẻo lại là sở hưu. Có thể nói trong số những kiếm khách y từng gặp, khang động minh là người có tù vi kiếm đạo mạnh nhất. Thậm chí sở hưu không thể phát hiện, vừa rồi đối phương xuất kiếm ra sao, chỉ có thể dùng thiên tử vọng khí thuật, miễn cưỡng tính được nguy cơ rồi né tránh theo bản năng. Còn lúc này, Khang Động Bình thấy chiều kiếm của mình không làm gì được sở hưu. Hắn vẫn giữ cái mặt đỡ đẫn đó, chém điền ba kiếm. Khoảnh khắc này, sở hưu chỉ cảm thấy tất cả vị trí quanh người mình đều có sát cơ. Chỉ dùng ba kiếm, Khang Động Bình đã phòng tỏa toàn bộ những vị trí có thể né tránh quanh người sở hưu. Cho dù y dùng thiên tử vọng khí thuật cũng không thể tính được đường sống. Tài nhiệt ấn quyết chỉ trong trước mắt, pháp tướng quỷ dị nửa ma nửa phật của sở hưu lại hiện hiện ra. Đại nhật như lai và đại hắc thiên ma thần, song thần nhất thể, Phật diễm long lánh và ngọn lửa diệt thế dung hợp, hóa thành một lực lượng với màu sắc quỷ dị. Ba chiều kiếm của khang động minh hiện lên từ hư không, kiếm khí không bao hàm bất cứ lực lượng nào khác, chỉ là kiếm ý thuần duy nhất ngừng tụ mà thành, nhưng đại trực tiếp xé tan pháp tướng Phật ma của sở hưu thiên đạo chiến hạp được sở hữu cầm trong tay hóa thành vô nhị thiên đao quét ngang qua chỉ trong chớp mắt thiên địa nguyên khí như cơn sóng lớn bộc phát phá hải trong thất đại hạn được thi triển ra đao thế cuồng bạo va chạm với kiếm khí thân hình sở hữu liên tục lui về phía sau thậm chí thiếu chút nữa không chống nổi kiếm khí cường đại đó ánh mắt sở hữu lóe lên vẻ lạnh lùng thân hình không lùi mà tiến xuân đào chém xuống chỉ trong chớp mắt không gian như ngừng trệ tất cả lực lượng đều bị giam cầm giữa không trung, tiếp đó bị nhát rào của sở hữu chém đứt. Hồng trần phiêu biểu trạm đã là cực hạn của sở hữu về mặt đào đạo, chiều này quá khó đỡ, càng khó phá hơn. Nhưng lúc này khang động binh đã nhẹ nhàng đâm ra một kiếm, thân thể vẫn bị giam cầm trong không gian, như bức tranh sắp bị xé rách. Nhưng hắn không định xé rách bức tranh, mà là đâm một kiếm từ trong tranh ra. Chỉ trong chớp mắt, thiên địa biến sắc tất cả mọi thứ trước mắt sở hưu hóa thành một thanh kiếm kinh thiên hồng trần phim miểu tràm của sở hưu tam cầm thiên địa hóa thành bức tranh nhưng chiều kiếm của khang động minh còn mạnh hơn nhiều tất cả mọi thứ trước mắt hắn đều hóa thành kiếm kiếm do hắn sử dụng một tiếng vỡ vụn khẽ vang lên chính giữa vị trí hai người giao thủ không ngờ hư không nứt ra như mặt kính vỡ thiên địa nguyên khí càn quét như rõ bão khang động minh cầm kiếm lao tới thân hình tựa như hư vô xuyên qua cơn pháo trong hư không kia, vẫn không nhanh không chậm xuất kiếm đâm tới, kỹ tức của toàn bộ thiên địa đều hóa thành sắc bén. Kiếm ý đã không phải ngập trời mà trực tiếp thẩm thấu vào thiên địa này. Đã rất lâu rồi, sở hưu chưa gặp đối thủ mạnh đến như vậy. Cho dù ngày trước giao chiến với lăng vân tử của thuần dương đạo môn, hắn cũng có thể liều mạng đánh với đối phương tới đầu rơi máu chảy. Tuy ở thế yếu, nhưng lăng vân tử cũng bị thương rất nặng. Còn lúc này, đối mặt với Khang Động Minh, không ngờ sở hữu để có cảm giác bất lực. Thực lực của đối phương khiến y rất áp lực. Tình huống này rất hiếm thấy. Biến cả thiên địa thành kiếm. Trước mắt sở hữu, thiên địa Sơn Hà đều là kiếm ý, như con sóng lớn vô biên đánh về phía của y. Sở hữu hít sâu một hơi. Giờ này vẫn luôn đã y ép người khác vào nguy hiểm. Số lần người ta ép y vào nguy hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thiên địa hóa kiếm, vậy hủy thiên diệt địa khoảnh khắc này, hai tay sở hữu kết ấn, tiếng thản khóc như quỷ thần vang vọng khắp đất trời. Qua người sở hữu dâng lên ma khí cuồng bạo, toàn bộ thiên địa như dừng lại. Một khắc sau, trời khóc, mưa máu đột nhiên hàng lâm. Thiên địa giao trình mà đỗng thiên khốc đại bì trú. Không phải thời khắc mấu chốt, thì sở hữu rất ít khi vận dụng công pháp này. Không chỉ vì công pháp này phản vệ quá lớn, mà còn vì sở hữu nghi ngờ con người không thể tạo ra công pháp này Luôn khí tức quỷ dị đó dẫn dắt thiên địa. Càng vận dụng thì ác niệm càng ăn mòn tâm trí sở hưu, cứ như bộ công pháp này là hóa thân của ác quỷ trong thiên địa vậy. Nhưng uy lực của bảy bộ đại bì phú hợp nhất cũng cường đại với mức người ta run rẩy. Trong tiếng ông trời khóc than, dưới cơn mưa máu này, kiếm khí tan rã, có thể nói toàn bộ thiên địa đều trở nên vặn vẹo trước loại lực lượng này đây. Lần đầu tiên kiếm thế của khang động minh thay đổi, Thủ kiếm trạm thiên một kiếm hai kiếm ba kiếm sau ba kiếm không ngờ bầu trời đang khóc trà mưa máu vô tận lại bị bà kiếm xé rách gương mặt sở hưu lộ vẻ nặng nề hiếm thấy trước đó khi những người khác đối đầu với thiên địa giao trình mà đỗng thiên khóc đại vị chú bọn họ chỉ có thể chống chọi nhưng không ngờ khang động binh lại có thể phá vỡ cơn mưa máu thực lực thật kinh khủng khang động binh nhìn sở hưu đột nhiên nói thực võ kỹ vừa rồi của người rất mạnh đấy đây là lần đầu tiên Khang Động Minh nói chuyện. Phải nói là từ khi gặp sở hữu đến bây giờ, đây là lần đầu tiên hắn mở miệng. Âm thanh u ám như đã rất lâu rồi, không giao lưu với người khác, nhấn mạnh từng chữ, hết sức chậm rãi. Nhưng sau câu đó, Khang Động Minh không nói gì thêm, tiếp tục cầm kiếm chém tới. Đúng lúc này, giữa không trùng con ma khí ngập trời sáng xuống, Ngụy Thư Nhai trực tiếp dẫn theo cao thủ trong nhánh ẩn ma, nào Đến. May quá, cuối cùng cũng không tới trễ ngụy thư nhai cười ha hả vùng tay năm người trừ vô kỵ cũng gia nhập chiến đoàn bù đắp mặt số lượng bên phe sở hưu sở hưu kinh ngạc ngụy lão sao ngài lại tới đây thật ra lần này sở hưu không định làm phiền ngụy thư nhai một là vì ngụy lão là trưởng bối đối xử thật lòng với sở hưu tuy hắn không phải sư phụ của sở hưu nhưng có thể nói hắn luôn bồi dưỡng sở hưu như người nối nghiệp của mình tuy ngụy thư nhai có thực lực trần hòa luyện thần nhưng số rao tuổi tác cũng đã cao tuy vẫn còn sức chiến đấu nhưng khí huyết đã dần dần suy yếu lần trước ngụy thư nhai ra tay giúp đỡ sở hưu ngăn cản hư vân của đại quang minh tự lão đã thấy mệt mỏi sở hưu không muốn ngụy lão tiếp tục từ chiến giúp mình chiến trường này lửa này không thích hợp cho ngụy thư nhai phát huy ngoài ra theo kế hoạch mà sở hưu bố trí còn không có xung đột với hai nhánh đạo phật khi đó tình hình của bắc yên là trấn võ đường của sở hưu giao tranh với triều đình không liên quan mấy tới nhánh ẩn ma nếu ngụy tư nhai tham gia tương đương với nhánh ẩn ma gia nhập có mà nói chắc liệu thần dương đạo môn hay là đại quang minh tự có thể e ngại rồi dồn càng nhiều lực lượng vào gây ra càng nhiều phiền toái không đương nhiên bây giờ đại quang minh tự và thuần dương đạo môn đã lưỡng bại cầu thường người của hai phái này chỉ đứng xem kịch vui đương nhiên không gây ảnh hưởng gì được ngụy thư Nhai nói người bố trí trận chiến lớn như vậy sao ta có thể coi như không thấy nhưng ta biết người đã không nói với ta chứng tỏ người cũng có tự tin. Vốn dĩ ta không định tới đâu. Chẳng qua ta nghe nói đám người từ đầu khí tới tìm ngươi, sợ sẽ xảy ra chuyện nên mới đến xem đấy. Huy Tư Nhai tới đây không phải sợ bên phía sở hữu có vấn đề gì. Thực ra với thực lực của từ đầu khí và mối điên kết trời rạc của bọn họ, còn lâu mới uy hiếp được sở hưu đấy. Huy Tư Nhai lo là bọn họ tới có thể xáo trộn kế hoạch của sở hưu không? Lão đã già rồi, không dùng được, không giúp được gì cho sở hữu ở bên ngoài nhưng vẫn có thể quản thúc bên trong một chút lần này đám người tư đồ khí tổ chức họp bàn mà không báo cho lão ý tứ ra rõ ràng thậm chí lần này tới đây uy thư nhà đã chuẩn bị để trở mặt chỉ có điều hắn cũng không ngờ đám người tư đồ khí lại nhận thua vừa gặp mặt thì sở hữu đã trực tiếp mời thường tiền đường ra bọn họ cũng đã bị dọa cho lui lại nhưng lão tới vừa kịp lúc bắt đầu bên phía sở hữu bị khang động binh ép tới cực hạn Ngụy Thư Nhai bèn ra tay trợ giúp. Tuy thực lực của Khang Động Minh rất mạnh, nhưng một địch hai không phải không có cơ hội. Hơn nữa bây giờ, không phải sở hữu đang quyết đấu công bằng với Khang Động Minh. Đây là tranh đoạt hoàng vị, liên quan tới tương lai và tiền đô của biết bao nhiêu người. Được làm vua thua làm giặc, đừng nhiên phải dốc toàn lực lượng ra mà đánh cược một lần. Cho nên sau khi Ngụy Thư Nhai đến, sở hữu và Ngụy Thư Nhai bắt đầu giao chiến với Khang Động Minh. Tuy Ngụy Thư Nhai đã già, nhưng võ đạo trên người của hắn không chỉ là của chính hắn mà còn dung nhập võ đạo của bốn vị thiên ma trên cựu thiên sơn sở hưu ý vào thân thể cường đại cơ bắp cường hãn chịu đòn tốt đương nhiên không để ngụy thư nhai thế chủ công cho nên hắn bước tới ngành đón khang động minh còn ngụy thư nhai ở bên chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào có trợ thủ cường đại như ngụy thư nhai áp lực của sở hưu đã cũng giảm đi nhiều nhưng khang động minh đúng là có thực lực cường đại tới không nói lý có thể nói trong cảnh giới chân hòa luyện thần hắn là người mạnh nhất mà sở hưu từng gặp lúc này sở hưu và ngụy thư nhai hai địch một nhưng vẫn không thể đánh bại khang trọng minh thậm chí chỉ có thể giữ cho mình không bị đánh bại mà thôi thế hoàng thành hỗn loạn nơi nơi đều là chiến trường sắc mặt hạng sùng hết sức kinh hãi tuy bên phía hạng sùng vẫn đang chống cự nhưng tình hình không mấy lạc quan dù sao hắn dựa vào ngoại vật lực lượng của bản thân không cách nào so sánh bằng chiếc cường giả thiên địa thông huyền. Tuy thực lực của Khang Động Minh rất mạnh, nhưng vị sư phụ hờ của hắn là đường thuê băng tiên chỉ xuất thủ có một lần thôi. Những người khác đang giao chiến với cùng phụng đường của Hoàng Thất, chân võ đường của Sở Hưu, võ giả Thương Thành và võ giả Ma Đạo do ngụy Thư Nhai dẫn tới đang xoay chuyển thế cục. Tiền đồ chưa rõ, bên mình có thể thất bại bất cứ lúc nào. Lúc này Hạng Sùng lại đột nhiên nghĩ ra điều gì thét lớn. Hoàng Phủ Lão Tổ, ta biết các người đang ở đây, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi, ta đáp ứng hết, màu màu ra tay đi. Hàng sung đột nhiên gọi Hoàng Phủ Thị như vậy, khiến cho mọi người ở đây đều sừng sốt, ngay cả sở hưu cũng vậy. Vì trước đó sở hưu vốn không tính đến chuyện, Hoàng Phủ Thị cũng nhúng tay vào chuyện này. Thực lực của Hoàng Phủ Thị không phải là yếu, nhưng cũng không mạnh. Trong cầu đại thế gia, chỉ thuộc tầm trung bình khá. Chẳng qua khu vực Bắc Yên ít cạnh tranh, cho nên Hoàng Phủ Thị tổn thương tương đối ít nhân số khá là nhiều. Nhưng lão tổ của Hoàng Phủ Thị đã sắp già, toàn bộ Hoàng Phủ Thị không có nhân tài được thế nào, cho nên cũng không coi là mạnh. Lần tranh đoạt Hoàng Vị này, Hoàng Phủ Thị nhúng tay vào cũng không có ý nghĩa gì. Bọn họ vốn là người giang hồ, hơn nữa còn là thế gia, nhúng tay vào tranh đoạt Hoàng Vị làm gì, tạo phản sao? Bọn họ cho dù giúp hạng lê bên phía sở hưu cũng không đáp ứng, như vậy là cướp miếng ăn. Còn bọn họ giúp hạng sung thì đắc tội với sở hưu, dù thế nào cũng là mất lòng. Chỉ cần đầu của lão tổ hoàng phủ thị không bị cửa kẹp, sở hữu tin đối phương sẽ tuyệt đối không lội vào vũng nước đục này. Hơn nữa ngũ ương đạo nhân ngay bên cạnh hạng sung. Nếu như hạng sung từng tiếp xúc với người của hoàng phủ thị, chắc hẳn ngũ ương đạo nhân sẽ đến báo cáo cho y. Nhưng ngay lúc này, một tiếng cười dài bỗng nhiên truyền lại. Lời hứa của thái tử điện hạ có chắc chắc chắn không? Sau khi dứt lời, lão tổ hoàng phủ thị và vài trăm tinh nhuệ của hoàng phủ thị đã mở cửa cung từ lúc nào không biết tiến vào hoàng thành. Thế cảnh này, sắc mặt của sở hưu lập tức biến đổi, không ngờ hoàng phủ thị lại tham gia chuyện này. Sở hưu quay đầu sang phía ngũ ương đạo nhân, tức giận quát. Hạng sùng cấu kết với hoàng phủ thị, tin tức quan trọng như vậy mà người không biết sao. Lúc này, ngũ ương đạo nhân đang dẫn người của âm sơn phái, điều mạng về đám não thái giám đại đội. Thấy cảnh này cũng ngỡ ngác, vì hắn thật sự không biết chuyện này. Hạng sùng đã coi hắn là tâm phúc, gần tới mức như hình với bóng, hạng dung gặp người của hoàng phủ thị lúc nào thật ra chuyện này không thể trách ngũ ương đạo nhân làm việc kém hiệu quả chỉ có thể nói là quá tình cờ thôi hạng dung vốn chưa từng gặp người của hoàng phủ thị mà người của hoàng phủ thị cũng không phải người tới bay kiến hạng dung người thúc đẩy đôi bên hợp tác lại là một kẻ không ai ngờ tới lâm phong ngọc cho dù trong mắt của sở hưu hay trong mắt ngũ ương đạo nhân lâm phong ngọc là một tên rác rưởi đã không được việc lại còn làm hỏng chuyện nhưng có trác rời hơn nữa cũng có lúc may mắn. Đối mặt với áp lực từ ngũ ương tạo nhân, Lâm Phong Ngọc đã làm không ít chuyện ngu xuẩn. Chuyện cuối cùng hắn làm còn là đi khiêu khích sở hưu, kết quả bị sở hưu đập chết. Những chuyện hắn làm lúc trước, đa số là vô cùng ngu ngốc, phần lớn kết thúc bằng trò cười. Chuyện duy nhất thành công chính là Hoàng Phủ Thị này. Đúng như sở hưu từng suy nghĩ, Hoàng Phủ Thị tham gia vào vụ tranh đoạt Hoàng Vị này là nhúng chân xuống vũng nước đục, không được lợi lộc gì mà còn tự chốt lấy phiền toái. Người bình thường sẽ nghĩ như vậy, cho nên không ai tới liên hệ với Hoàng Phủ Thị. Nhưng khổ nỗi, Lâm Phong Ngọc không phải người bình thường. Cái tên nguồn gốc này tới liên hệ với Hoàng Phủ Thị lại còn tinh cơ đẩy chuyện này đi được nửa đường, khiến cho Hoàng Phủ Thị đáp ứng. Nhưng điều kiện Hoàng Phủ Thị đưa ra thì Hạng Dung lại không đáp ứng. Chuyện này Lâm Phong Ngọc chỉ nói với Hạng Dung, đừng nhìn ngũ ơn đạo nhân không biết. Thực ra không thể trách hắn sơ sẩy, loại rác rưởi nhìn Lâm Phong Ngọc thì có ai quan tâm hắn làm gì, để ý tới hắn cũng là lãng phí thời gian. Vừa trông đỡ khang động minh, sở hưu vừa lạnh lùng nói, Hoàng phủ lão tổ, người cũng là người lão luyện trên giang hồ, biết cái gì nhúng tay được, cái gì không nhúng tay được. Bây giờ mọi chuyện đã đến nước này, người có tư cách nhúng tay vào chắc. Già dạ rồi, còn ăn thạch tín à, chán sống rồi sao? Hay là muốn tìm cảm giác kích thích, trời đến một trận trưng đúc chết hả? À? Đối mặt với võ giả cơ hoàng phủ lão tổ, sở hưu không hề khách sáo nếu như không nghĩ tới chuyện đối phương chưa từng trêu chọc mình trấn võ đường ở bắc yên sao lại không tới gây chuyện với hoàng phủ thị những lời này của sở hưu cay nghiệt đến cực điểm hoàng phủ lão tổ bị sỉ nhục như vậy sắc mặt cũng tối sầm xuống nhưng hắn không đổi giận không để ý tới sở hưu, chỉ đưa mắt nhìn sang hạng sung rồi trầm giọng nói điện hạ thật sự đồng ý cưới nữ nhi của hoàng phủ thị ta đợi sau khi lên ngôi phong làm hoàng hậu con trai đầu sẽ lập làm thái tử sao hạng sung cắn rằng nói đồng ý bạn cùng đồng ý hết, hoàng phủ lão tổ mau mau xuất thủ đi. Vừa nghe xong lời này, mọi người ở đây lập tức xôn xao, ngay cả đám hoàng thất Bắc yên đang ngồi xem náo nhiệt cũng nhìn về phía hạng sung. Lần này sở hưu đã hiểu vì sao hoàng phủ thị chịu nhúng chân vào vũng nước đục này, cả chuyện vì sao lúc đầu hạng sung không đáp ứng. Không ngờ hoàng phủ thị muốn thông xa với hoàng tộc Bắc Yên, trở lại ngoại thân của Bắc Yên. Bao nhiêu năm qua, hoàng tộc Bắc Yên chọn hoàng hậu rất đơn giản, hầu hết là những người xuất thân bình dân hoặc tiểu thư khuê các của phú hộ thậm chí rất ít khi chọn nữ nhi của quân đội quyền quý sợ là bọn họ ngoài sẽ ảnh hưởng tới căn cơ của bắc yên nhưng đương nhiên nếu nói sâu hơn bọn họ sợ hoàng đế nâng đỡ ngoại thần quá mức trở nên quá cường đại thậm chí cường đại tới mức địa vị ngang hàng với hoàng tộc cứ như vậy rốt cuộc hoàng tộc bắc yên là họ hạng hay họ khác chứ hạng sung không phải đồ ngốc chuyện này cực kỳ mẫn cảm chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đồng ý thì đương nhiên hắn sẽ được thấy được cường đại của Hoàng Phủ Thị ủng hộ, nhưng cũng đại biểu cho chuyện từ nay về sau lợi ích của hắn gắn chặt với Hoàng Phủ Thị. Đến lúc đó chưa biết rút cuộc Hoàng Phủ Thị sẽ làm điều gì, nhưng chắc chắn hắn sẽ đắc tội nặng nề với Hoàng tộc hạng thị. Cho nên Lâm Phong Ngọc hào hứng báo cho hắn biết điều kiện của Hoàng Phủ Thị. Hạng Dung vốn không đáp ứng còn muốn hỏi Hoàng Phủ Thị có thể đổi điều kiện khác không. Nếu có thể đáp ứng, hắn sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn. Nhưng thái độ của Hoàng Phủ Thị lại rất là cố chấp. Bọn họ chỉ có một điều kiện này, kiên quyết không đổi. Đối với hạng sung đã cứ tuyệt chuyện này, nhưng trước đó, Hoàng Phủ Thị lại nói một câu. Khi cần bọn họ, hạng sung cứ mở miệng. Bây giờ hạng sung đã bị ép tới mức đường cùng. Hắn cũng muốn thử xem suốt cuộc Hoàng Phủ lão tổ nói thật hay là không không ngờ Hoàng Phủ Thị lại tới thật. Bây giờ đã đến lúc ngà bay ngựa rồi, hai bên không sống không chết, thêm một phần lực lượng cũng là lực lượng, hắn đã không đo chuyện sau này có đắc tội với ai hay là không, hắn sống chỉ muốn có hoàng vị trong tay. Sở hưu hít một hơi thật sâu, vừa tạm thời chống cự khang động minh, vừa trầm giọng nói với Hoàng Phủ Lão Tổ, Hoàng Phủ Thị các người định nhúng tay vào vũng nước đục này đấy sao? Xét theo thực lực, Hoàng Phủ Thị các người cũng không yếu, các người ở Bắc Yên nhiều năm như vậy, không mấy khi xâm lược kẻ khác, chúng sống hòa bình với các thực lực xung quanh. Cho nên ta rất khó hiểu, chắc người cũng biết chuyện này nguy hiểm như thế nào mới đúng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng Hoàng Phủ Thị thành ngoại thích của Bắc Yên là có thể lên đứng đầu cửu đại thế gia hay sao? Hoàng Phủ Lão Tổ lắc đầu nói, Hoàng Phủ Thị ta không yếu nhưng cũng chẳng mạnh, muốn mình mạnh lên thì có gì sai sao? Năm xưa khi Hoàng Phủ Thị chúng ta ở thời kỳ đỉnh phong, chúng ta từng tiếp cận cả thương thủy doanh thị nếu đặc chí vì chút thực lực hiện tại mới là bị ai cho hoàng phủ thị ta băng yên vừa gió vần đội hoàng phủ thị ta sao lại cam tâm làm quần chúng cho được cầu phú quý trong nguy hiểm thành hay bại đều do ý trời sở hữu người cũng không ít lần buông tay đánh cược vì sao hoàng phủ thị ta lại không thể đánh cược một lần sở hữu nhào mắt nhìn hoàng phủ lão tổ hắn có trực giác lão già này không nói thật trong số những người chấp trưởng cửu đại thế gia, Hoàng Phủ Đạo Tổ không phải người mạnh nhất, cũng không phải người yếu nhất, nhưng hắn là người cẩn thận nhất. Trên giang hồ thường xuyên có lời đồn, ai kết thủ kết oán với ai, nhưng chưa từng nghe chuyện Hoàng Phủ Thị kết thủ kết oán với ai. Đương nhiên, đã là người trong giang hồ, đâu thể không trêu chọc ai. Nhưng xưa này, Hoàng Phủ Thị chỉ chọc vào những người mà mình đối phó được, còn thái độ với những người mà mình không thể động tới lại cẩn thận tới cực điểm tham gia tranh chấp trong hoàng tất bắc yên còn đứng về phía hạng sung đối ngoại thì hắn đắc tội với sở hưu đối nội thì khiến hoàng tộc hạng thị nghiêng kỵ rốt cuộc hắn có âm mưu gì chỉ định đánh cược một lần thôi ư dù sao sở hưu cũng không tin nhưng lúc này có tin hay không tin cũng không quan trọng hoàng phủ thị đã nhúng tay vào chuyện này thì phải chuẩn bị trả giá bằng cái chết đối địch với sở hưu nếu còn mơ mộng mình trốn thoát an ổn vậy thì quá ngây thơ rồi Lúc này Ngụy từ Nhai đột nhiên nói, ra tay trước đi, giải quyết lão già của Hoàng Phủ Thị để ta chặn Khang Động Minh cho. Hoàng Phủ Thị gia nhập là chuyện sở hữu không ngờ tới. Bên phía bọn họ vừa ra tay, thế cục lập tức bất lợi cho phe sở hữu. Nếu không nhanh chóng giải quyết, e là thắng thua khó liệu. Nhưng lúc này, sở hữu đã do dự nói, nhưng tên Khang Động Minh kia... Sở hữu đã được chứng kiến thực lực của Khang Động Minh, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Sở hữu còn tự tin mình có thể chống cự trong thời gian ngắn nhưng dù sao ngụy thư nhai cũng già rồi e là không ngăn được mấy chiêu ngụy thư nhai cười ha hả nói yên tâm đi lão già là ta đây còn chưa già tới mức không dùng được đâu vẫn ngăn được một lúc đương nhiên ngươi cũng phải ra tay lưu loát một chút bằng không bộ xương già của ta không gánh được mấy kiếm của vị đồng hải kiếm thánh này đâu nghe ngụy thư nhai nói như vậy sở hưu không do dự nữa hắn cũng không phải loại người đê mê chậm chạp trực tiếp rời khỏi trận chiến lao về phía hoàng phủ lão tổ thấy sở hưu lao tới trong chớp mắt một luồng khí huyết sát bốc thẳng lên trời mà khí ngập trời can quét lực lượng kinh khủng tới mức hoàng phủ lão tổ cũng thầm kinh hãi trước đó hoàng phủ lão tổ không có thù hận gì với sở hưu đương nhiên cũng không đối mặt với sở hưu trong trạng thái này lúc này phát hiện luồng khí thế kinh khủng trên người sở hưu ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận mình đã ra rồi sang sơn đời nào cũng có nhân tài thế hệ của hắn nên bước chân ra khỏi giang hồ đi thôi. Nhưng trước khi rời khỏi giang hồ, hắn còn muốn đánh vực vì mọi người trong gia tộc. Chỉ thấy hoàng phủ lão tổ là một động tác khiến người ta sửng sốt. Không ngờ, hắn lại lấy ra một thanh trưởng thương, chính xác hơn là một đoạn thường gãy mất một phần năm, màu sắc đỏ như máu. Cánh tay phất lên, hoàng phủ lão tổ vẩy máu tươi vào mũi thương, dùng máu bổ sung đoạn đất rời của mũi thương. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đỏ máu bùng lên, không ngờ Hoàng Phủ Lão Tổ vượt ra tay Đã lập tức liều mạng Mọi người đều không ngờ thái độ của Hoàng Phủ Lão Tổ Lại quyết tuyệt như vậy Tranh đoạt Hoàng Vị là người chết ta sống Nhưng chỉ là người chết ta sống Giữa Hạng Dung và Hạng Lê Vì con rể tương lai của Hoàng Phủ Thị Mà các ngươi bỏ nhiều công sức ra như vậy Thậm chí vừa bắt đầu đã sử dụng Lực lượng khí huyết tu bổ thành huyết thường Trong tay mình Sao lại phải trả giá lớn như vậy Thế này có các gì liều mạng đâu cơ chứ thật ra trước đó sở hưu đoán không sai hoàng phủ lão tổ đột nhiên thay đổi thái độ so với lúc bình thường từ bỏ phương thức hành xử cẩn thận lúc trước tiến hành đánh cược đầy nguy hiểm tham gia tranh đoạt hoàng vị đúng là chuyện này không hề đơn giản như vậy điểm quan trọng nhất chính là hắn sắp chết chút cuộc tuổi tác của hoàng phủ lão tổ lớn tới mức nào không ai nói rõ được năm giờ khi hắn còn trẻ tuổi cũng không có hành động gì khoa trương khi tuổi già thì luôn trấn thủ hoàng phủ thị thậm chí trong vòng trăm năm gần đây, số chiến tích hắn xuất thủ có thể đếm được. Lần gần đây nhất chỉ đã giao thủ cùng với hạng võ, nhưng có thể coi là hắn ỷ lớn hiếp nhỏ, không vận dụng toàn lực. Không phải tuổi thọ của hoàng phủ lão tổ sắp hết, mà là một thương tích ngầm từ khi còn trẻ đã phát tác. Thương tích ngầm đó đã ẩn trên người của hắn gần 200 năm. Hắn vẫn tưởng rằng không có vấn đề gì, không ngờ lần này lại đột nhiên bộc phát, thiếu chút nữa đoạt luôn tính mạng của hắn hoàng phủ lão tổ đã âm thầm tìm vô số danh y giang hồ tới xem bệnh kết quả là không có thuốc chữa thương tích ngầm đó đã cắm rễ triệt để trên cơ thể hắn nếu bộc phát lần nữa thì hắn không thể chịu đựng được chuyện này rất đột ngột đột ngột tới mức hoàng phủ lão tổ thậm chí không kịp suy nghĩ rốt cuộc hoàng phủ thị nên đi theo hướng nào trước kia có hắn bảo vệ hoàng phủ thị còn có thể phát triển chậm rãi cẩn thận cho tới khi bồi dưỡng được người nối nghiệp kết quả bây giờ hắn đột nhiên ra đi có trời mới biết tiếp theo hoàng phủ thị sẽ phải đối mặt với điều gì tuy hoàng phủ thị rất ít khi kết thủ kết oán với người khác nhưng hoàng phủ đạo tổ sống trong giang hồ cả đời hắn hiểu rõ hơn ai hết trên giang hồ này không có yêu mến vô duyên vô cớ nhưng lại có thủ hận vô cớ vô duyên phá ra diệt môn đánh chém giết chóc có cần lý do không không cho dù đã sở hưu hoàng phủ lão tổ cũng rất e ngại với tính cách bá đạo mà sở hữu luôn thể hiện nếu y nâng đỡ hạng lê leo lên hoàng vị tương lai võ lâm bắc yên sẽ tôn hắn lên đầu đến lúc đó hắn có chứa chấp được hoàng phủ thị không chuyện này ai mà nói chắc chắn được cho nên tranh thủ thời gian cuối cùng này của cuộc sống nhân lúc thương tích ngầm chưa bộc phát lần thứ hai hắn quyết định đánh cực một lần cực cho ra một con đường tương lai cho hoàng phủ thị bao nhiêu năm qua hoàng phủ thị bọn họ an nhàn đã quen nhưng cũng phải biết vinh quang của Hoàng Phủ Thị năm xưa cũng là từ đánh giết mà ra. Cầm thanh ma thường đỏ tươi, sau khi được lực lượng khí huyết của Hoàng Phủ Lão Tổ chữa trị, trên ma thường đã tỏa ra ánh sáng đỏ máu thật hung ác. Toàn bộ thân thương như được tạo từ máu tươi. Hoàng Phủ Lão Tổ nắm lấy thân thương, thậm chí cảm nhận được trong đó có vô số tiếng kêu khóc của oan hồn ác quỷ. Có trời mới biết rốt cuộc có bao nhiêu người đã chết dưới thanh ma thường này. Đây là thứ hắn cướp được từ khi còn trẻ. Vì cướp thứ này nên hắn bị người khác đánh đén, gây ra vết thương ngầm trí mạng cho tới hiện giờ. Vì cướp thứ này, hắn còn phản bội hảo hữu của mình, giết huynh đoạt bảo. Nhưng được cười là, nhiều năm qua đi như vậy, hắn chưa bao giờ vận dụng thanh ma thương này vì cái giáp phải trả quá là lớn. Cho tới tận bây giờ, lùng sắp chết, bản thân của hắn mới dùng tới nó một lần duy nhất. Không thể không nói, đúng là tạo hóa trêu người lúc này sự chú ý của mọi người đều tập trung vào hoàng phủ lão tổ nhưng lục giang hà trong huyết hồn châu lại thét lớn huyết hồng đề là huyết hồng đề sao mỗi thương huyết hồng đề lại nằm trong tay của lão già này ai đã bẻ gãy huyết hồng đề rồi sở hữu sửng sốt huyết hồng đề ư tên của mỗi thương này à người biết mỗi thương này sao lục giang hà vội vàng nói đương nhiên là ta biết rồi tam đại thần binh của thánh giáo năm xưa đương nhiên phải gọi là tam đại ma binh mới chính xác Tam đại ma binh này lần lượt là ma đao thính xuân vũ của giáo chủ ma kiếm trưởng tương tư của hồng liên ma tôn, còn lại là ma thương huyết hồng đề của chiến vũ ma tôn. Nghe nói huyết hồng đề được chế bằng xương người, dùng xương của cường giả thiên địa thông huyền thượng cổ mà chế tạo thành. Nó có màu trắng ngần, óng ánh vô cùng. Nhưng sau đó, chiến vũ ma tôn cầm huyết hồng đề giết chóc vô số, máu từ đã nhuộm đỏ xương trắng, cuối cùng truyền vào xương trắng, mỗi thường cũng hóa thành màu máu, trong tam đại ma binh huyết hồng đê dính nhiều máu tươi nhất thậm chí còn có nhiều hơn tính xuân vũ của giáo chủ đương nhiên là vì đối với giáo chủ thì hạng kém cỏi không xứng cho người xuất thủ thậm chí còn không có tư cách được thấy tính xuân vũ vậy vì sao thứ này lại gọi là huyết hồng đê lục giang hà cười ha hả nói chắc người cũng biết hồng đê là gì những kẻ bị chiến vũ mà tồn đầm thủng nhạc thường có tốc độ quá nhanh nên làm cho máu tươi bắn ra ngưng tụ thành khối giống như một viên hồng đề óng ánh trong suốt tỏa ra mỏng máu sở hưu nhớ mày hắn không ngờ mà binh của cồn luân mà giáo trong truyền thuyết lại rơi vào tay hoàng phủ lão tổ sở hưu đã từng gặp ma kiếm trưởng tương tư trước đó đã bị thằng kiếm sơn tràng đoạt được bây giờ rơi vào trong tay vô tướng ma tông bây giờ ma thương huyết hồng đề cũng xuất hiện chỉ còn thiếu ma đao tiểu lâu nhất dạ thính xuân vũ của đầu cổ duy ngã hoàng phủ lão tổ cầm huyết hồng đề trong tay trầm giọng nói dùng đồ của ma đao. Đối phó với người trong ma đạo cũng coi là tạo hóa triều người." Sở Hưu lắc đầu nói, "Tạo hóa triều nhà ngươi chứ không có triều ta. Hoàng phủ thị các ngươi đúng là người tốt, viện thanh giáo ta đánh mất tam đại ma binh năm xưa nên cố tình đưa trả cho chúng ta." Hoàng phủ lão tổ nghe vậy hừ lạnh một tiếng, không đấu võ mồm với Sở Hưu nữa. Bản thân của hắn cũng không có thời gian đấu võ mồm. Hoàng phủ lão tổ cầm huyết hồng đệ trong tay, tuy đây là một thanh ma binh nhưng Hoàng phủ lão tổ dùng máu tươi của mình chữa trị, cho nên không có hiện tượng bài xích. Thật ra binh khí chỉ là binh khí, bất luận ma binh thần binh gì, quan trọng nhất là nó nằm trong tay của ai. Quanh người hoàng phủ lão tổ tỏa ra cương khí màu vàng óng, nhưng bên trên huyết hồng đề lại tỏa ra huyết mang vô tận. Một thường đầm ra, chỉ trong trước mắt, luồng ký thức hung ác như hóa thành biển máu, ập thẳng tới người sở hưu. So với ma kiếm trưởng tường tư đã đứt rời, huyết hồng Đề chỉ bị tổn hại khá nhẹ, chỉ gãy mất một đoạn chuôi thương, thậm chí khí linh vẫn còn tồn tại. Một thương này đâm tới, uy lực hung ác đó khiến cho sở hưu cũng phải nhớn mày. Chuyện này vượt ngoài dự liệu của y. Huyết hồng đề có nhược điểm gì? Sở hưu hỏi Lục Giang Hà. Lục Giang Hà trợn tròn mắt nói, bình khí làm gì có nhược điểm rõ ràng nào? Năm xưa chiến vũ mà tồn được coi là chiến tướng đệ nhất trong côn luận mà giáo. Võ đạo của hắn tương tự như Trần Thanh Đế, đều là loài rèn luyện lực lượng của bản thân tới cực hạn. Gặp chuyện gì hắn có thể dùng binh khí thì chẳng muốn dùng nắm đấm. Đối mặt với huyết hồng đề, không có cách nào ngoài đối phó chính diện. Sở hữu nhìn quanh, từ khi người của Hoàng Phủ Thị nhúng tay vào chuyện này, tình thế đã càng hỗn loạn hơn. Bên kia ngụy thư nhai còn đang gắng sức ngăn cản Khang Động Minh, đúng là y không thể đợi lâu được. Cho nên một khắc sau, nội lực chân hỏa và Phật Quang nóng rực cùng bộc phát, hai loại lực lượng bá đạo tích cực điểm tràn vào vô nhị thiên đao trong tay y đào chiều phá hải bằng theo đạo ý cường hãn chém xuống chỉ trong trước mắt luồng lực lượng cường đại đó như muốn xé rách hư không tâm thần hoàng phủ lão tổ đã đắm chìm trong huyết hồng đề do có khí huyết của bản thân hắn gia trì nên khả năng khống chế thanh thần binh huyết hồng đề của hắn đã gần với chủ nhân trước đó một tường hùng ác tích cực điểm và chạm với đào chiều phá hải của sở hưu hai bên bộc phát ra uy thế khủng khiếp tạo thành tiếng nổ vang trời trận văn dưới chân bọn họ bắt đầu lấp lé nhưng lại lao nhào dập thắt giống như lúc khang động Minh và sở hữu giao thủ rõ ràng đã khiến trận pháp thủ hộ khởi động nhưng chỉ một khắc sau trận pháp đã không chịu nổi sức mạnh kinh khủng này nhanh chóng vỡ vụn bây giờ hai bên mới giao thủ một chiêu cường độ đã sánh ngang với lực lượng một kiếm của khang động minh còn lúc này bên phía hoàng tộc hạng thị mấy đám người kia đang đánh đánh giết giết càng ngày càng kịch liệt đám người hoàng tộc hạng thị cũng thấy cuống cuống vốn dĩ lão tổ hoàng tộc hạng thị vẫn còn bình tĩnh nhưng sau đó sở hữu lần lượt lấy ra từng lá bài tẩy sau đó không hiểu sao hoàng phủ thị đã nhúng tay vào chuyện này số lượng thế lực tham gia tranh đoạt ngôi báo quá lớn hơn nữa quy mô đều vượt ngoài tưởng tượng của bọn họ nếu lát nữa vẫn không có kết quả hoàng tộc hạng thị cũng định xuất thủ đấy tay cầm thương của hoàng phủ lão tổ đã hơi run đây là lần đầu tiên hắn vận dụng huyết hồng đề thanh ma vinh thuộc về tứ đại ma tôn của côn luân mà giáo thật sự rất mạnh thậm chí mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn nhưng sở hữu đối diện cũng mạnh hơn tưởng tượng của hắn sau khi giao chiến một đòn hai bên nhìn như ngang tay nhưng thực chất bên chịu thiệt vẫn là hắn miễn cưỡng vận dụng lực lượng khí huyết tu bổ huyết hồng đề mỗi đòn đánh đều tiêu hào khí huyết của hoàng phủ lão tổ cứ như vậy mấy chục chiều sau mà hắn không giết được sở hưu hắn có thể tự sát nhưng không đợi hắn nghĩ ra đối sách sở hưu đã lại xuất thủ mà khi vô biển huyễn hóa quanh người sở hưu một tay cầm cung bà tay kéo dây diện tâm lên thành tiện bắn thẳng ra mũi tên đó mang theo lực lượng tịch diệt gần như chỉ chớp mắt đã tới trước mặt hoàng phủ lão tổ hoàng phủ lão tổ hừ lạnh một tiếng vết hồng để đâm ra một thương va chạm với mũi tên kia một tiếng nổ lớn vang lên mỗi tên vỡ vụn nhưng ngọn lửa diệt thế vô tận bùng lên từ mũi tên chỉ trong giây lát đã nuốt chừng hoang phủ lão tổ đứng trong ngọn lửa diệt thế vô biển đó hoang phủ lão tổ tay niết ấn quyết chỉ trong chớp mắt toàn bộ thiên địa như đảo ngược nguyên khí vô tận giáp công trên dưới tự nhiên là đồng hồ cát dưới chèn ép của lực lượng này hoang phủ lão tổ mới dập tắt được ngọn lửa diệt thế này nhưng sở hữu đã giết tới trước mặt hắn đối với sở hữu mà nói từ nay Hoàng Phủ Lão Tổ chưa bao giờ là uy hiếp, cho dù tay hắn cầm ma minh huyết hồng đề cũng vậy. Một kẻ phải dựa vào ngoại vật mới miễn cưỡng chống cự được y, có cần phải điều mạng không? Thậm chí, hắn còn không có tư cách để sở hữu xuất thủ toàn lực. Nhưng lúc này, thời gian cấp bách, trên sự bên dưới đang rẳng co, ngụy Thư Nhai còn đang khổ sở ngăn cản khang động minh sở hữu cũng không có nhiều thời gian chơi đùa với Hoàng Phủ Lão Tổ. Ngày lúc hắn vượt triệt tiêu, diệt tam liên thành tiến, sở hưu đã xông thẳng tới cận chiến với hoàng Phù lão tổ lực lượng vội đau của sở hưu đều được phát huy tới đỉnh phong mỗi một lần va chạm thân hình hoàng phủ lão tổ đều run rẩy hiển nhiên hắn không chịu nổi lực lượng cường đại đó lục giang hà trong huyết hồn châu cười khinh thường nằm xưa trên phủ ma tôn là đệ nhất chiến tướng trong côn luân ma giáo tù vì thần thể cao tới kinh người ngay cả phật đà kim thân của đại quang bình tự cũng bị hắn đập nát lão già này sắp xuống đỗ đến nơi huyết hồng để nắm trong tay hắn còn không phát huy được một phần bởi uy lực. Lục Giang Hà nói câu này tuy có phần hà khắc, nhưng tổng thể vẫn không có sai. Bản thân Hoàng Phủ Lão Tổ vốn không phải người dùng thương, thậm chí võ đạo của hắn cũng không thiên theo hướng chém giết cận chiến. Lúc này cưỡng ép vận dụng huyết hồng đề, tuy có lực lượng nhưng không phát huy được uy lực. Thật ra Hoàng Phủ Lão Tổ cũng tự cảm giác được điều này. Dù sao, hắn cũng là cường giả chân hòa tuyện thần, khi còn trẻ cũng thần kinh bách chiến sau khi cảm thấy không đúng hoàng phủ lão tổ chợt cắn răng nếu cứ đánh đấm như vậy sở hữu không sao chứ khi huyết của bản thân mình sẽ tiêu hào sạch hết hoàng phụ lão tổ xuất thương ngăn cản nhát đau của sở hữu thân hình nhanh chóng thối đuôi hắn vươn tay ra vẽ ra một phụ văn kỳ dị lên hư không quanh người nổi lên từng luồng chấn động nguyên thần ánh sáng nguyên thần bầu vàng bao phủ huyết hồng đề chuyện này khiến sở hữu vô thức cảm thấy không đúng Diệt tam liên thành tiễn lại được thi triển bắn thẳng tới nhưng lần này hoàng phủ lão tổ không có động tác gì không ngờ huyết hồng để trong tay hắn lại tự bay tới giữa không trung trường thương quét ngang huyết khí cuồng bạo ầm ầm bộc phát không ngờ trực tiếp đánh tan diệt tam liên thành tiễn đúng lúc này mọi người ở đây cũng đã hiểu có chuyện gì xảy ra ai nấy hít một hơi khí lạnh bây giờ bọn họ thật sự nghi ngờ hoàng phủ lão tổ tới đây không phải là để tranh đoạt hoàng vị sở hữu đã giết cháu trai hay cháu gái của hắn mà hắn phải liều mạng thế như vậy. Lúc này hoàng phủ lão tổ không phải thiêu đốt khí huyết mà là thiêu đốt chính nguyên thần của mình. Huyết hồng Đề là hung binh của chiến tướng với lực lượng của hoàng phủ lão tổ vốn không thể phát huy uy lực vốn có của nó. Bây giờ hoàng phủ lão tổ sử dụng huyết hồng đề, thật ra là chính hắn kéo binh khí thụt lùi. Cho nên, hắn dứt khoát thiêu đốt lực lượng nguyên thần truyền vào trong huyết hồng đề. Trong huyết hồng đề vẫn còn khí linh Tuy bị tổn thương một chút, nhưng vẫn khá hoàn chỉnh, trong đó còn bảo lưu những ký ức năm xưa khi chiến vũ Mà Tôn dùng nó chém giết trình chiến, cho nên Hoàng Phủ Lão Tổ dứt khoát dùng nguyên thần của bản thân làm nhiên liệu, dùng toàn lực cung cấp tầm bổ khí linh để cho huyết hồng đề tự chiết đấu. Nhưng thiếu đốt nguyên thần không phải thiếu đốt tinh huyết, tổn thất khí huyết còn có thể bổ sung, còn một khi nguyên thần bắt đầu thiếu đốt sẽ tạo thành thường thế vĩnh viễn không thể khép lại. Đương nhiên, đối với Hoàng Phủ Lão Tổ, chuyện này đã chẳng quan trọng. Dù sao, khi đến đây, hắn đã quyết tâm liều chết. Trong anh kim nguyên thần vô tận, huyết hồng đề mang theo khí huyết ngút trời đâm về phía sở hưu, tự nhiên sau lưng kéo theo biển máu ngập trời. Đào chiều phá hại lại không ngừng được ti triển ra và chạm với nhát thường kia. Chỉ trong chớp mắt, tiếng nổ lớn vang lên, một luồng chấn động lan tỏa ra, uy thế khiến người khác kinh ngạc. Nhưng tiếp đó, huyết hồng đề lại như không tổn hại gì thế thường mạnh mẽ hùng hồn, chân ít dọc thẳng tới tận chân trời, thậm chí ngay cả sở hưu cũng bị áp chế. Năm xưa thực lực của chiến phủ ma tôn mạnh mẽ đến vậy sao? Một thanh ma binh mà hắn để lại cũng có uy lực kinh nhân như thế sao? Uy lực của huyết hồng đề vượt ngoài dự liệu của sở hưu. Một thanh binh khí đã cường đại như vậy ư? Huyết hồng đề này có mạnh hơn nữa cũng đâu thể mạnh bằng nhân vườn kiếm được. Lục Giang Hà nói, thứ mạnh mẽ không phải huyết hồng đề mà là ấn ký mà chiến vũ ma tồn lưu lại trong huyết hồng đề khi cầm nó trình chiến chém giết. Bây giờ lão già kia đang thiêu đốt lực lượng nguyên thần, ẩm bổ huyết hồng đề. Quan trọng nhất là lực lượng nguyên thần tinh thuần này đủ để chữa trị khí tinh bị tổn hại tới mức hoàn mỹ, khiến cho ấn ký mà chiến vũ ma tồn lưu lại năm xưa được kích hoạt dậy. Cho nên bây giờ không phải người đang giao đấu với lão giả kia hay một thành ma vinh, mà là đang giao đấu với ấn ký của chiến vũ ma tồn năm xưa lưu lại người đánh được tới mức này đã có thể thỏa mãn rồi. Sở hữu nghe vậy xong thì chợt nhíu mày nhìn qua bốn phía. Hoàng Phủ Thị gia nhập đã khiến cho phe của y thành yếu thế. Dù sao bây giờ phe sở hữu đang phải đối phó với cả cung phụng đường, cao thủ đại nội, ngự lầm quân và đông đảo cao thủ trong Hoàng Phủ Thị. Còn bên phía Ngụy Thư Nhai đã ngăn cản Khang Động Minh vài chiêu nhưng chỉ là miễn cưỡng chống cự. Nếu tiếp tục kéo dài, e là Ngụy Thư Nhai sẽ gặp nguy ngay thời gian lưu lại cho sở hưu đã không còn nhiều nữa. Đúng lúc này, sở hưu đột nhiên nghĩ ra điều gì đó. Y hỏi, người nói khi đình còn nhớ tất cả ký ức khi chiến vũ mà tồn cầm nó trong tay ư? Lục Giang Hà khó hiểu hỏi, đương nhiên, huyết hồng đầy là thần binh cực phẩm, khi đình đã rất cường đại, nhớ được những thứ này là rất bình thường mà thôi. Ánh mắt sở hưu chợt lóe lên vẻ khác lạ, y đột nhiên có một ý tưởng, có lẽ sẽ giải quyết được thành huyết hồng đề này khi huyết hồng đề lại đánh tới chỉ trong chớp mắt mà khí bùng lên mãnh liệt quanh người sở hưu trong nháy mắt này sở hưu trực tiếp tăng cường lực lượng ma đạo của mình lên cực hạn sau khi xuất đao ngăn cản huyết hồng đề sở hưu không lùi lại cũng không tiếp tục ra tay không ngờ y trực tiếp vươn tay nắm lấy mũi thường huyết hồng đề cho dù hiện tại sở hưu đã luyện thành chân hỏa luyện thân cơ thể có thể đón đỡ được thần binh nhưng huyết hồng đề là thần binh cực phẩm của chiến phủ ma tôn mũi thương này sắc bén tới kinh người cho nên chỉ trong trước mắt một đồng máu tươi đã chảy ra từ tay sở hưu truyền vào trong huyết hồng đề thấy cảnh này mọi người ở đây đều sửng sốt sở hưu làm vậy là sao tự sát hay tự tìm đường chết nhưng một khắc sau cảnh tượng khiến mọi người không thể tưởng tượng nổi lại xuất hiện ngay khi máu tươi của sở hưu chảy vào huyết hồng đề không ngờ huyết hồng đề lại run rẩy một chút khi tức huyết sát quanh thương thủ điểm sát ý dần biến mất thậm chí lực lượng nguyên thần tinh thuần mà hoàng phủ lão tổ cung cấp tầm bổ cũng bị nó bài dích ra khỏi cơ thể cứ thế ngoan ngoãn để cho sở hữu cầm lấy lực lượng nguyên thần phản vệ lúc này hoàng phủ lão tổ phun ra một ngụm máu tươi ánh mắt đầy tuyệt vọng và không thể tin nổi những người khác cũng vậy chuyện này thật quá khó tin tuy nói thần binh nhận chủ nhưng hoàng phủ lão tổ có thể sử dụng huyết hồng đề chứng tỏ khí linh của huyết hồng đề không phải loại cả đời chỉ nhận một chủ nhân. Chỉ cần cung cấp cho nó lực lượng để nó giết chóc, bất cứ ai cũng có thể sử dụng huyết hồng đề. Kết quả khi gặp sở hưu, huyết hồng đề lại thu điểm lực lượng, chẳng lẽ y là chiến vũ ma tôn chuyển thế hay sao? Chuyện này ngay cả lục giang hà cũng thấy khó hiểu, còn sở hưu lại thở dài một hơi, quả nhiên y đoán không sai. Huyết hồng đề thu điểm lực lượng, ngoan ngoãn nằm trong tay sở hưu. Chuyện này không liên quan gì tới chiến vũ ma tôn, mà là liên quan tới độc cổ duy ngã. Trước đó Lục Giang Hà đã nói với khí linh của huyết hồng đệ có ký ức. Nếu nó có thể nhớ được ký ức khi trình chiến với chiến vũ mà Tôn, vậy đương nhiên nó cũng nhớ được ký tức của độc cổ duy ngã. Tuy bây giờ chính sở hưu cũng không hiểu rốt cuộc y có quan hệ gì với độc cổ duy ngã, nhưng y từng hấp thu một giọt tinh huyết của độc cổ duy ngã. Do tinh huyết này đã hòa vào thân thể sở hưu, thậm chí mang tới cho y một luồng lực lượng sau đó lục giang hà đã nói đầy là lực lượng khi tu luyện bắt diệt thiên ma điện của độc cổ duy ngã nhưng luồng lực lượng này chỉ đã phủ dung sớm nở tối tàn đã không xuất hiện lại cho nên sở hữu chỉ đạt cược một lần cực là trong cơ thể mình vẫn có lực lượng của độc cổ duy ngã sau khi hấp thụ máu tươi của sở hưu, không khéo huyết hồng đề sẽ nhớ ra gì đó bây giờ nhìn lại nó không chỉ nhớ chủ nhân của mình mà còn nhớ cả lực lượng chủ nhân của chủ nhân mình ngay cả sở hữu định cất huyết hồng đề vào hộp báo không gian trên huyết hồng đề bỗng nhiên có một chấn động truyền lại chỉ trong chớp mắt trước mắt sở hữu đã biến ảo thứ xuất hiện trước mặt y là một mảnh đất bị chiến hỏa thiêu đốt cực kỳ khô cằn vô số trần khí cường khí lấp lóe tiếng bình khí va chạm với nhau võ giả chém giết tiếng kêu gào nổi lên khắp nơi huyết khí trùng thiên sát ý ngập trời hai bên chiến trường một bên là đủ loại võ giả không thấy rõ tướng mạo nhưng có người mặc tăng bào, có người mặc đạo bào, lại có người cầm trường kiếm, trên người mặc chiến giáp. Hiển nhiên là liên minh của vô số thế lực trên giang hồ. Bên còn lại thì có một bóng người mà sở hữu hết sức quen thuộc. Hắn đứng trước nhất, áo đèn lay động theo làn gió, tay cầm một thanh loan đao. Thần đao như vẫn trăng khuyết, lưỡi đào đỏ tươi trói mắt. Phía trước vầng trăng khuyết đó là ánh đao màu đỏ máu, còn trói mắt hơn ánh sáng của mặt trời trên thần đào còn khắc một hàng chữ rất rõ ràng tiểu lâu nhất giả dạ, thính xuân vũ độc cổ duy ngã khoảnh khắc này sở hưu đã hiểu thứ y thấy chính là cảnh tượng côn luận mà giáo đại chiến với chính đạo năm xưa được huyết hồng đề ghi lại y nhìn xung quanh một cô gái mặc trường bào đỏ rực đứng sau lưng độc cổ duy ngã tay cầm ma kiếm trường tương tư còn một võ giả phóc dáng gầy gò toàn thân bao phủ trong áo đen cùng với một người khác không thấy được bóng dáng bị đàn khói đen che phủ. Còn người gần nhất trong tầm mắt sở hưu là một võ giả mặc chiến giáp, thân hình khôi ngô. Người cầm ma kiếm trường tương tư chắc là Hồng Liên Ma Tôn. Người mặc chiến giáp chắc là Chiến Vũ Ma Tôn. Hai vị khác hẳn là hai vị Ma Tôn còn lại trong côn luân mà giáo. Thậm chí sở hưu còn thấy Lục Giang Hà. Nhưng lúc này, Lục Giang Hà không có tư cách đứng cùng đám người độc cô duy ngã, mà đứng phía sau lén lút liếc trộm bóng lưng có lỗi có lõm của hồng liên ma tôn dáng dâm khá là hèn mọn rốt cuộc năm xưa côn luân ma giáo trải qua bao nhiêu lần chính ma đại chiến thậm chí lục giang hà cũng không nhớ được trước kia khi sở hưu trò chuyện với lục giang hà hắn đã từng nói dù sao từ khi hắn gia nhập côn luân ma giáo trở đi lúc nào cũng chém chém giết giết lúc đầu là độc cổ duy ngã dẫn bọn họ cùng nhau chém giết đến cuối cùng mỗi người trong tứ đại ma tôn được có năng lực phá hủy một thế lực đỉnh phong. Tiếp nữa chém chém giết giết, những thế lực dám chống cự đã bị diệt sạch. Những kẻ còn lại hoặc khiêm nhượng ẩn nhẫn hoặc uốn gối thần phục. Lúc này côn đồn mà giáo chính thức trở thành bá chủ giang hồ mà diễm ngập trời. Tình cảnh trước mắt có cả độc cô duy ngã, có cả tứ đại ma tôn. Hiển nhiên đây là trận chiến trong thời kỳ đầu của côn đồn mà giáo. Có thể nói chuyện này ảnh hưởng rất lớn tới khí linh của huyết hồng đề cho nên nó mới nhớ được tới bây giờ. Trận chiến trong ký ức vẫn tiếp tục, nhưng võ giả đứng đầu hai bên lại không xuất thủ. Cuối cùng tiên minh chính đảo không nhìn được, hơn bởi võ giả lao nhau đánh về phía đầu cô duy ngã. Chỉ trong chớp mắt, Phật quang, đạo quần, kiếm khí đủ loại lực lượng tỏa ra giữa thiên địa, hùng vĩ tới mức khiến cho người khác kinh hãi không thôi, thậm chí đã ảnh hưởng tới cả khí sắc của trời đất. Khoảnh khắc sau đã như tận thế thiên bằng địa liệt, khiến cho người khác tưởng rằng đã kiếp nạn thượng cổ hàng lâm. Bây giờ sở hữu đang quan sát với tầm mắt của huyết hồng đệ. Tuy y cũng có thể cảm giác được một đường khí thế mờ ảo, nhưng dù sao khí linh vẫn là khí linh thôi, nó không thể lý giải cảnh giới, thực lực của nhân tộc đây. Nhưng sở hữu suy đoán, những người có tư cách động thủ với đầu cổ duy ngã đều là cường giả thiên địa thông huyền. Hơn mười cường giả cảnh giới thiên địa thông huyền đặt lên giang hồ đã là gần như toàn bộ trí cường giả đỉnh cao. Ngay lúc sở hữu muốn xem xem, suốt cuộc độc cô duy ngã làm thế nào phá cục, độc cô duy ngã đã xuất đào. Thính xuân phụ bày lượn quanh người hắn, mang theo một tiếng đao ngâm êm tai. Một khắc sau, loàn đào mang theo ánh trăng đỏ máu đã chém ra, thậm chí trực tiếp rời bàn tay bay thẳng tới. Chỉ trong chớp mắt, mà khi như bầy đèn phủ kín bầu không trùng, sắc trời u ám, chỉ có một vầng trăng đỏ máu tỏa sáng đó là đao mang của thính xuân vũ lại một khắc sau anh đào chém xuống sẽ tàn hết thảy vật quang tịch diệt đạo ẩn tan vỡ kiếm khí tiểu tán mảnh vỡ bình khí và chiến giáp xèn lẫn với máu tươi rơi xuống giữa không trùng mưa máu như trút nước rơi xuống mặt đất tạo thành từng tiếng vang giòn giã lưỡi đào rùng động mang theo huyết mang trở lại tay độc cổ duy ngã một giọt máu tươi rơi dọc thân đao phát ra một tiếng vang nhỏ giờ phút này cuối cùng sở hữu cũng hiểu vì sao luyện đào này lại mang cái tên tiểu lâu nhất giả thính xuân vũ trước khi đầu cô duy ngã xuất đao sở hữu đã tưởng tượng rốt cuộc hắn sẽ ra tay như thế nào nhưng sau khi hắn xuất đao sở hữu đã hiểu tất cảnh giới của độc cô duy ngã đã không cần quan tâm dùng thủ đoạn gì để phá địch chỉ một đao đơn giản mưa máu đổ xuống quét sạch tất cả lúc này tinh thần của sở hữu đã hoàn toàn đắm chìm trong ao cảnh nói chính xác hơn là nắm chìm trong thần vận từ nhát đao của độc cô duy ngã vừa rồi độc cô duy ngã không sử dụng đao pháp như hồng trần phiêu biểu trảm mà là chân ý đao đạo cực hạn là võ đạo cường đại thuộc về độc cô duy ngã sở hữu có thể cảm giác được độc cô duy ngã lúc này thậm chí còn mạnh hơn lúc hắn dùng hồng trần phiêu biểu trảm và diệp tàn điền thành tiễn hủy diệt thiết hoàng bảo cũng từ trận chiến này trở đi độc cô duy ngã mới thật sự chứng minh danh tiếng thiên hạ đệ nhất nhân của mình. Ninh Huyền Cơ không trời núi, toàn bộ giang hồ không ai ngăn cản được ma diễm ngập trời của độc cô duy ngã. Nhưng không đợi sở hưu cảm ngộ xong, ảo ảnh trước mặt lại đột nhiên tiêu tán. Dù sao huyết hồng đề cũng chỉ là khí linh, tuy có linh trí nhưng không cách nào suy nghĩ như người. Nó chỉ phát hiện khí huyết của độc cô duy ngã trong máu của sở hưu cho nên mới vô thức thả ảo ảnh này ra. Thật ra cũng đã so sánh thôi bây giờ đã so sánh xong, đúng là người trước mắt có một khí thức của độc cô duy ngã. Đương nhiên, ảo ảnh sẽ tiêu tán. Sở hữu quan sát trận đại chiến trong ảo ảnh, nhưng chỉ là ở thế giới tinh thần, thế giới bên ngoài mới trôi qua trong trước mắt. ngẩng đầu nhìn hoàng phủ lão tổ, sắc mặt không thể tin nổi, ở phía đối diện, sở hữu cười lạnh một tiếng, vì hồng đề đã bị y cất vào trong hộp báo không gian. Một khắc sau, thân hình của y lao thẳng về phía hoàng phủ lão tổ, pháp tướng Phật ma hiển hiện sau lưng, Phật quảng trấn áp, đợt diệt thế bùng lên kịch liệt, thiêu đốt vạn vật. Hai loại lực lượng đồng nguyên nhưng hoàn toàn khác biệt được sở hữu sử dụng hết sức hòa hợp, không nhìn ra vết tích cưỡng ép nào hết. Không có huyết hồng đề, để vừa hao tổn khí huyết và nguyên thần. Lúc này e là hoàng phủ lão tổ, còn công bằng những cường giả chân hoàn tuyển thần xuất thân lục đô, không thể ngăn được ngọn lửa diệt thế kia thiêu đốt. Chuyện được cập nhật sớm nhất và lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đúng lúc này, Sở Hưu lại đột nhiên nói với Lục Giang Hà, "Chuẩn bị sẵn sàng, ta giúp ngươi tái tạo thân thể, nhiều huyết khí như vậy không nên lãng phí." Lục Giang Hà nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn không ngờ Sở Hưu lại nói với mình như vậy. Lúc trước Sở Hưu đã bảo hắn, sau khi Sở Hưu thật sự bước vào cảnh giới chân hòa luyện thần, y mới cho Lục Giang Hà ra. Nhưng không đợi Lục Giang Hà tỉnh táo trở lại, sở hữu đã xuất đào chém tới Hồng trần phía miểu trạm được thi triển dưới đào thế này tất cả đều ngừng lại hoàng phủ lão tổ trơ mắt nhìn đào chiều chém thân thể của mình thành hai đoạn Bao tươi lập tức bắn ra nhưng trong nháy mắt lại toát lên vẻ giải thoát trận chiến này cuối cùng vẫn bại hắn cẩn thận cả đời khi sắp chết với đặt cược lớn kết quả lại thua cuộc còn thua rất thảm thê nhưng hoàng phủ lão tổ lại không hối hận thậm chí có thể nói hắn chết trong tay sở hưu nhưng không ân hận thân là lão tổ của hoàng phủ thị bao nhiêu năm qua hắn vẫn luôn cẩn thận bảo vệ hoàng phủ thị nhưng dù sao hắn cũng từng là võ giả tung hoành trên giang hồ đại gia tộc hoàng phủ thị nhốt hắn cả đời trong lòng hắn cũng không cam tâm đặc biệt là khi thương tích ngầm phát tác hắn không cam tâm trở chết trên giường hắn muốn đặt cực một ván lớn bây giờ đi thua nhưng cũng là thua trong tay người đứng đầu thế hệ trẻ sở hưu bị một người quấy đảo phong vân trên giang hồ đánh bại, chết trong tay một đối thủ nổi tiếng thiên hạ, thật ra vẫn tốt hơn chết trong đau đớn trên giường bệnh nhiều. Cái sau mới là giải thoát, cái trước là sỉ nhục đối với võ giả. Đương nhiên, rốt cuộc trong lòng Hoàng Phủ Lão Tổ đang suy nghĩ gì, bản thân sở hưu không kịp nghĩ nhiều. Thân thể Hoàng Phủ Lão Tổ bị chém thành hai nửa, nhưng máu tươi không thể lãng phí. Chỉ trong chớp mắt, sở hưu trực tiếp bóp nát huyết hồn châu vận dụng huyết ma thần công, vô số máu tươi lao nhao tràn vào mảnh vỡ huyết hồn châu. giờ không chung, vô số máu tươi vặn vẹo như vật sống, thậm chí không cần sở hữu vận dụng huyết ma thần công, chỗ máu tươi đó tự như ngưng tụ thành một khối, không ngừng hấp thu lực lượng khí huyết của hoàng phủ lão tổ. đến lúc hoàng phủ lão tổ rơi xuống đất, hai nửa thi thể của hắn đã hóa thành thầy khô. còn lúc này, chỗ khí huyết kia cũng đang ngừng tụ lại với chiều cao cấp một người bình thường thần không ngờ còn tạo thành một hình người quỷ dị. Một khắc sau khối máu hình người quỷ dị đó lại trở nên sinh động như thật. Một người bình thường vóc dáng khồi ngô hiện ra từ máu tươi, cười như điên. Suốt cuộc bản tọa cũng đã thấy ánh mặt trời rồi. Sở hữu đen mặt ném cho hắn một bộ quần áo, mặc xong rồi hưng phấn đi. Sau khi dùng máu tươi của hoàng phủ lão tổ tái tạo thân thể, đương nhiên lục sang hà không có mặc gì hết. Cho nên mới xuất hiện cảnh tượng khiến mọi người kinh ngạc như vậy. Bọn họ chỉ thấy một người, vòng dáng khôi ngô lõa thể, ngửa mặt lên trời cửa hai ha, cực kỳ biến thái, cũng cực kỳ cay mắt. Thật ra sở hưu đã tính sẽ thả lục giang hà ra từ sớm. Trước đó sở hưu nói đợi khi mình có năng lực khống chế lục giang hà, sở hưu mới thả hắn ra. Có lẽ là sau khi bản thân sở hưu đã tới cảnh giới chân hỏa luyện thần. Nhưng bây giờ sở hưu phát hiện mình cũng cần đạt tới mức khống chế lục giang hà rồi chỉ cần không gặp loại biến thái với lực lượng không nói lý như khang động minh trong cùng cấp đã ít người địch nổi sở hưu hơn nữa nếu không tính tới bản thân mình sở hưu cũng có thể khống chế lục giang hà vì còn có thương thiên lương chỉ còn người của thương thành vẫn còn thì y có thể khống chế thương thiên lương mà với thực lực của thương thiên lương muốn hàng phục lục giang hà cũng không thành vấn đề hơn nữa lúc này phóng thích lục giang hà với đặc tính của huyết ma thần công, sự chiến đấu của mình hắn đã ngang với vài võ giả cùng cấp, hơn nữa còn là loại càng đánh càng mạnh. Bên phía kia, lục giang hà tái tạo thân thể xong, chỉ nhìn sở hưu một cái, rồi ngoan ngoãn đi giết địch nhân. Bây giờ hắn đang rất cần lực lượng khí huyết, chỉ hấp thu khí huyết của mình hoàng phủ lão tổ là chưa đủ. Cảnh giới hiện tại của hắn chỉ mới là chân hỏa luyện thần sơ kỳ. Phải biết trước đó sở hưu còn hấp thu khí huyết của tôn gia lão tổ và lục gia lão tổ. Ngoài ra còn có vô số khí huyết của võ giả hai nhà. Lúc đấy mới tái tạo được thân thể xong. Lực lượng khí huyết mà hắn cần không chỉ ít hơn sở hưu. Đương nhiên quan trọng nhất là bây giờ lục giang hà không dám trêu chọc vào sở hưu. Tuy trước đó hắn cũng từng suy nghĩ tên tiểu tử sở hưu này thật đáng ghét. Lúc bình thường không có việc gì làm là chế nhạo hắn. Sau khi đi ra chắc chắn phải cho tiểu tử này đẹp mặt. Nhưng lúc này rốt cuộc cũng tái tạo được thân thể. Lục Giang Hàn lại không dám làm càn. Thời gian hắn đi theo sở hưu không phải dài nhất, nhưng lúc nào cũng ở bên cạnh sở hưu, cho nên hắn biết được nhiều bí mật của sở hưu nhất. Tiểu tử này có liên quan mật thiết với độc cổ giáo chủ. Trên người còn có rất nhiều bí ẩn đáng ngờ, đúng là hang động không đáy, sâu tới mức không lường được. Bây giờ mình và sở hưu có chút tình nghĩa, nên ngoan ngoãn nghe đời, đừng trêu chọc hắn thì hơn trước đó khi còn ở côn luân ma giáo thật ra lục giang hà là kẻ không có tâm tư con chủ động tới chỗ độc cô duy ngã xin vị trí ma tôn nhưng bị nhốt trăm năm tính cách quái dị tự luyến của kiều hùng ma đạo đã bị mài mòn thành ngu ngốc lắm lời lúc này mà hắn còn gây chuyện nữa mới là không có thuốc chữa cho nên hắn không nói hai câu lập tức đi giết người hành động ngoan ngoãn tới mức sở hữu cũng phải sừng sốt y còn tưởng Lục giang hà này còn không phục với không cam lòng gào thét vài câu. Huyết thần ma công của Lục Giang Hà là thích hợp nhất trong loạn chiến như lúc này, cho nên Sở Hưu mới nói một mình hắn đã bằng vài võ giả cung cấp. Tuy Sở Hưu cũng biết huyết thần ma công, nhưng dù sao y cũng không phải người sáng tạo như Lục Giang Hà, không thể không nói, tuy cùng là huyết thần ma công, nhưng khi Lục Giang Hà sử dụng, uy lực còn mạnh hơn Sở Hưu ba phần. Chỉ thấy Lục Giang Hà xung phong giữa đám người xung quanh hắn là từng luồng tơ máu, thủ đoạn quỷ dị tầng tầng lớp lớp, cứ giết được một người, hấp thụ khí huyết của đối phương, cảm nhận được lực lượng mới, hắn lại cười lên điên cuồng, răng vẻ này còn kiến biến thái hơn lúc hắn trần truồng hiện thân. Ở đây có nhiều võ giả ma đạo như vậy, nhưng nếu nói ai giống ma đạo nhất, ngoài lục răng hà ra thì không còn ai khác. Thậm chí ngay cả ngụy thư nhài cũng thấy hiếu kỳ, suốt cuộc sở hưu lôi đâu ra một người như vậy thậm chí công pháp này còn có vẻ quen quen. Hơn nữa, bên phía lục giang hà càng giết chóc thì lực lượng càng mạnh. Khi huyết thần ma công tái tạo thân thể, chỉ cần tình cảnh thích hợp, tốc độ khôi phục thực lực có thể coi là thần tốc. Lần trước lục giang hà đã thán phục, không ngờ sở hữu đệ tự bố trí một trận giết chóc cực lớn, không ngờ lần này hắn cũng gặp được tình huống y như thế. Có lục giang hà nhúng tay, thế cục hoàn toàn xoay chuyển, năm người của Hoàng Phủ Thị thấy lão tổ nhà mình đã bị giết. Hoàng Phủ Duy Minh và lực lượng trung kiên của Hoàng Phủ Thị bị thường gầm lên một tiếng rồi trực tiếp dẫn người rời đi. Xem ra bọn họ cũng biết suy nghĩ của Hoàng Phủ lão tổ. Điều mạng một lần, kết quả lại thất bại. Bọn họ còn ở lại đây thì chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tình hình bên dưới đã ổn định, nhưng vẫn còn Khang Động Minh và Hàng Sùng chưa giải quyết. Sở hữu đưa mắt nhìn Khang Động Minh trầm giọng nói, Ngụy đáo, lùi lại trước đã vừa rồi ngụy thương nhai đỡ phải chiều của khang động minh đã sớm không chịu nổi rồi nghe vậy lão lập tức lùi lại phía sau phải bước xoa cổ tay nói già rồi không dùng được nữa giang sơn đời nào cũng có nhân tài tới đời này trên giang hồ không có ai đơn giản đâu ngụy thương nhai cả đời sống rồi lão còn biết cả người chấp trưởng cũng đại kiếm phái đời trước và đời này nhưng đây là lần đầu tiên lão gặp người mạnh như khang động minh phải nói là mạnh tới mức không nói lý. Ngay sau khi ngụy Thư Nhai lùi lại, quanh người sở hưu tỏa ra một luồng ma khí tinh thuần tới cực hạn. Luồng ma khí đó không bao hàm bất cứ tổ tính nào, âm tà giá rét, rõ ràng đã ma khí, nhưng lại khiến người ta có cảm giác cực kỳ tự nhiên, tự như bản thân nó là một loại lực lượng vốn phải tồn tại ở giữa thiên địa này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh ủng hộ Tân Anh nhé. Xin cảm ơn.